Hãy cùng chờ đợi quả đá phạt này. German rất nguy hiểm. Bóng vượt qua được hàng rào nhưng không thể giành được thắng lợi trước tài năng của thủ môn Tuấn Mạnh. Và chỉ có một cơ hội duy nhất được thực hiện một cách rõ rệt, đó là quả đá phạt trực tiếp của Kasi Yaman. Yashchenko không vào. Một lần nữa thì thủ môn Tuấn Mạnh của sân Khánh Hòa Việt Nam chơi xuất sắc. Lần này là một pha cản phá có thể nói là cực kỳ xuất sắc và nhấn mạnh là như vậy của Tuấn Mạnh. Hai bàn thắng của Hải Huy đều được ghi trên sân động cửa ông ở trận đấu với câu lạc bộ Thanh Hóa. Cơ hội. Không vào. Đây đã là lần thứ 3 trong trận đấu thủ môn Tuấn Mạnh có những pha cứu thua xuất sắc.